Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tòa án tối cao Hàn Quốc vừa yêu cầu giới chức quản lý thuế nước này hoàn trả cho công ty Samsung số tiền là 11,3 tỷ won, tương đương với 9,3 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền thuế mà Samsung bị áp quá mức liên quan đến một thỏa thuận về sử dụng bản quyền của sản phẩm Microsoft Mỹ. Trong một cuộc điều tra vào năm 2016, giới chức thuế của Hàn Quốc đã kết luận Samsung trả thiếu 69 tỷ won tiền bản quyền cho Microsoft và yêu cầu hãng này nộp bổ sung 11,3 tỷ won tiền phí bản quyền còn thiếu cho giới chức. Tuy nhiên, Samsung đã phản đối kết luận này, cho rằng việc công ty sử dụng những bản quyền của Microsoft chưa đăng ký tại Hàn Quốc thì không có nghĩa vụ phải chịu thuế tại nước này. Trước khi tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu giới chức quản lý thuế của nước này hoàn trả 9,3 triệu đô la Mỹ cho Samsung, hai tòa án cấp dưới cũng đã đưa ra các phán quyết ủng hộ lập luận của Samsung. Theo nghiên cứu vừa được công bố, biến thể Omicron có thể tồn tại hơn 8 ngày trên bề mặt nhựa, lâu gấp 3 lần so với các chủng virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Trung Quốc. Theo nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia đến từ Đại học Hồng Kông Trung Quốc và Nhật Bản, Omicron có thể tồn tại 193 giờ đồng hồ, tương đương hơn 8 ngày trên bề mặt nhựa, trong khi chủng SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc chỉ có thể tồn tại 56 giờ đồng hồ. Với bề mặt thủy tinh và thép không dỉ, biến thể Omicron vẫn được các nhà khoa học tìm thấy sau 7 ngày. Chủng này cũng tồn tại trên da khoảng 21 giờ đồng hồ, trong khi chủng gốc chỉ tồn tại chưa đến 8 giờ tuy vậy các chuyên gia lưu ý người dân không cần quá lo ngại về phát hiện trên bởi lẽ khả năng con người bị lây nhiễm do hít phải virus là cao hơn nhiều lần so với chạm vào các bề mặt bị nhiễm khuẩn và các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo người dân nên làm sạch các bề mặt hay tiếp xúc như tay nắm cửa ra vào Nhóm nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia Nga đã tạo ra công nghệ mới để truyền đặc tính kháng khuẩn cho vải không dệt. Loại vải này được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn vi khuẩn lây lan trong các môi trường đặc thù như bệnh viện. Theo hãng tin Sputnik, công nghệ truyền đặc tính kháng khuẩn cho vải không dệt của Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia Nga sử dụng plasma tần số vô tuyến được phóng điện ở áp suất thấp để biến đổi vật liệu. Phương pháp mới sẽ được ứng dụng rộng rãi trong y học. Công nghệ mới này được kỳ vọng có thể sản xuất quần áo phòng dịch dùng một lần, hoặc khăn trải giường, tã lót và các sản phẩm khác, nhằm ngăn chặn vi khuẩn lây lan trong môi trường bệnh viện. Nghiên cứu đã được các nhà khoa học Nga bắt đầu ngay sau khi bùng phát đại dịch COVID-19. Khu vực phía đông của Nam Cực vừa ghi nhận những mức nhiệt cao bất thường, cao hơn khoảng 30 độ C so với mức nhiệt thông thường. Chuyên gia từ cơ sở nghiên cứu Cocodia ở Dome C của Nam Cực, nằm ở độ cao 3.000m so với mực nước biển, đã đo được nhiệt độ ở mức âm 11,5 độ C trong ngày 18 tháng 3. Đây được coi là mức cao kỷ lục được ghi nhận ở thời điểm mà thông thường nhiệt độ sẽ giảm khi mùa hè ở phía Nam kết thúc. Trong tháng 3 này, trạm quan sát Dumont Uvai ở Nam Cực cũng liên tục ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, có lúc lên đến 4,9 độ C trong thời điểm mà thông thường nhiệt độ phải giảm xuống mức âm. Các chuyên gia đánh giá hình thái thời tiết ấm áp bất thường đánh dấu sự kiện lịch sử. Các mức nhiệt cao chưa từng có được ghi nhận sau khi Trung tâm Dữ liệu Băng và Tuyết Quốc gia Mỹ cho biết diện tích băng trên biển Nam Cực đã giảm xuống mức 2 triệu km vuông vào cuối tháng 2 vừa qua. Đây là lần đầu tiên diện tích băng tại khu vực giảm tới mức này kể từ năm 1979.